We call the training real deadlines. Ở đây chúng ta có cái chủ đề này đây rồi. Đây chúng ta gọi ở đây nó là những cái thời hạn hoàn thành thực sự. And it's not a secret because we all have deadlines in our lives close to every day. Thực ra điều này thì nó không phải là một cái bí mật gì cả bởi vì là tất cả chúng ta từng cá nhân chúng ta đều có những cái thời hạn trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí là hàng ngày. And all kind of businesses and companies, they have deadlines. Someone have deadlines and someone have really real deadlines. Và tất cả những cái công ty, tất cả những cái công việc kinh doanh nó đều có những cái thời hạn. Và một số đối với một số người thì họ có cái thời hạn nói chung, còn một số người thì họ có những cái thời hạn gọi là thời hạn thực sự. And as I said before, for too many people, I think it's sad when they hear about deadlines, they I don't know, they are hiding. They are not, they run away because I don't think they want any kind of pressure. Và thực ra là có rất là nhiều người, như tôi được biết và như tôi được gặp thì có rất là nhiều người họ, khi mà nói về cái những cái thời hạn hoàn thành ấy, thì họ thường là họ hay trốn tránh và họ hay né sang những cái vấn đề khác. Bởi vì lý do tại sao ạ? Vì họ không muốn có bị áp lực trong cái việc mà đặt ra cái thời hạn để hoàn thành. We also know no pressure, no diamonds. Và chúng ta cũng biết rằng là nếu không có áp lực thì không có kim cương, đúng không ạ? So my is one of my favorites when I have deadlines. Ví dụ như là đối với bản thân tôi thì một cái phần nội dung mà tôi rất là yêu thích đó là đặt ra những cái thời hạn hoàn thành. Because this is all about us as people, because you know, you are the only problem you will ever have, but you're also the solution. Và chúng ta cũng vẫn biết rằng là ví dụ như là tất cả những cái vấn đề mà chúng ta gặp thì nó sẽ là vấn đề. Nhưng mà chúng ta sẽ là cái người mà đưa ra cái giải pháp cho cái việc mà giải quyết vấn đề đó. We also know that the greatest enemy you will face on your heroic journey is the one that stares back at you in the mirror. Và mà các bạn cũng biết rằng là cái kẻ thù lớn nhất mà khi mà các bạn mà phải đối mặt trên cái con đường mà phát triển của mình ấy, nó là cái gì ạ? Nó là những cái bóng mà nó nhìn chằm chằm vào bạn khi mà bạn ở trong gương. Because I would say that this even more up to date when it comes to Kiara, because Kiara is so easy, so the only one who can stop is we ourselves. Và thực tế là khi mà chúng ta đến với công việc kinh doanh Query này thì thực sự có thể nói rằng công việc kinh doanh này nó rất là dễ. Cho nên cái người mà gây ra cái khó khăn duy nhất nó chính là bản thân của các bạn mà thôi. Because we have people we are surrounded with people from upline and from the corporate. The only thing they would like to do is to help us. Và chúng ta có rất là nhiều người xung quanh chúng ta, những cái môi trường, những hệ sinh thái xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người mà tuyến trên của chúng ta, những người từ công ty, họ luôn luôn là những người mà muốn ủng hộ chúng ta, muốn giúp đỡ chúng ta. So we can say, what is a real deadline? Cho nên là chúng ta có thể đặt ra một cái câu hỏi ở đây, đó là gì ạ? Cái thời hạn hoàn thành thực sự là gì? Because there is little difference between a deadline and a real deadline. Và thực tế là nó có một cái sự khác biệt một chút xíu giữa cái mà chúng ta gọi là thời hạn hoàn thành và cái mà chúng ta gọi ở đây là thời hạn hoàn thành thực sự. The answer is it's a date that matters because if it's not met, real negative consequences happen, and if it's real, benefits come to fruition. Và đây ở chúng ta đưa ra cái thời hạn hoàn thành thực sự nó là gì ạ? Nó là một cái ngày. Tất nhiên nó là một cái ngày rồi và cái ngày này nó có quan trọng hay không ạ? Nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu cái việc mà chúng ta hoàn thành, mà chúng ta làm được nó, chúng ta không hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta đúng thời hạn, thì những cái hậu quả mà có thể nói rằng là nó tiêu cực, nó sẽ ảnh hưởng chúng ta, nó sẽ xảy ra. Nhưng nếu chúng ta hoàn thành được nó đúng thời hạn, thì nó sẽ có rất là nhiều lợi ích, rất là tốt đẹp. So this is a definition of real deadline. Và đây là cái định nghĩa của cái việc mà hoàn thành thực sự những cái mục tiêu. So what is, you know, see what it means that this is in all our life,
But if you only talk about the business, we know that if we don't meet them, there are negative will happen in some way. And if you meet them, big benefits come. Và nó thực sự là nó rất là đúng với những cái tất cả mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là trong công việc kinh doanh này. Thì nếu chúng ta đặt ra những cái thời hạn hoàn thành mà chúng ta đặt mà chúng ta không làm được nó, thì các bạn có thấy đúng là nó sẽ mang lại những cái hậu quả không tốt, đúng không ạ? Những cái mà tác động không tốt. Nhưng nếu mà chúng ta hoàn thành được nó thì thực sự nó sẽ trở nên rất là tuyệt vời. And if we don't have deadlines, that's the same like if that we don't meet them. Và nếu mà chúng ta không có thời hạn hoàn thành thì có nghĩa rằng là gì? Là có nghĩa là giống như là chúng ta không cần nó, và có nghĩa rằng là cũng sẽ không có gì xảy đến với chúng ta cả. And that means real negative consequences happen. Và nếu khi chúng ta không có gì xảy đến với chúng ta thì khi chúng ta không cần nó thì đúng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng, nó sẽ không tốt đến cái những cái mặt trong cuộc sống của chúng ta. So deadline is one thing, but it nothing to do with what Jim talked about before. If you are going for a big goal, and if you don't meet it, you just adjust and then you go for it again. Và cái thời hạn hoàn thành ở đây nó là gì ạ? Là chúng ta đặt ra và chúng ta sẽ tìm mọi cách để chúng ta hoàn thành nó. Nhưng mà đó là cái mục tiêu, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta giả sử chúng ta không hoàn thành được nó trong đúng cái thời hạn này thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể điều chỉnh nó để chúng ta cho thêm thời gian để chúng ta thực hiện. And I would say that real deadline is a little bit more stronger than that. Nhưng mà thực tế là cái thời hạn hoàn thành thực sự thì nó một chút nó sẽ có một cái mạnh mẽ hơn cái thời hạn hoàn thành nói chung. I mean, we talk more about that at the end. And then we can say like this, without the sense of urgency, the desire loses its value. Và như ở đây thì là nó có một cái câu nói của ông Jim Rohn. Nó là gì ạ? Là nếu mà chúng ta không đặt ra một cái sự khẩn trương, khẩn cấp ấy, một cái tính khẩn cấp ấy, thì cái mong muốn, những cái ước mong của chúng ta nó sẽ mất đi cái giá trị. And we heard that Jim Forbear talked about last time also that desire is one of the key pillars that when you are starting a business and want big goals. Và như anh Jim Forbear cái buổi trước anh cũng có nói, anh cũng đề cập rồi, là cái mong muốn của chúng ta, đúng không ạ? Cái ước mơ của chúng ta nó gần như là một cái yếu tố chính, một cái trụ cột chính khi mà chúng ta thực hiện công việc này. So that's going to be like what we talked about before also, that this business is very easy to do fast and very hard to do slow. Và nó cũng đúng với một cái phần mà tôi nói trước đây là công việc kinh doanh này thì nếu chúng ta làm nó nhanh ấy thì nó rất là dễ, nhưng mà để chúng ta làm chậm thì nó sẽ lại rất là khó. And I heard it again in the weekend with the show with Eric Worre and the GoPro that we had in the weekend, that it says that network marketing is made for speed. Và ví dụ như là trong cái phần mà chuyên đào tạo về những kinh doanh trong mạng GoPro thì có nói rằng là cái công việc này được sinh ra để mà thực hiện với một cái tốc độ. And I heard all the speakers, I think it was 25 speakers what it was this weekend, and everybody talked about speed. Và tôi đã tiếp xúc với rất là nhiều những cái diễn giả, có thể nói rằng là khoảng 25 diễn giả, thì họ đều là luôn luôn nhắc đến cái từ tốc độ. And all of them also have big success. Và hầu hết trong số họ đều có những cái thành công rất là lớn. And if you want to increase the deadlines, there is the reality is that when you choose to care about for others and make a big difference in the world, then the number of deadlines coming at you will increase. Và ví dụ như là khi mình quyết định là mình gia hạn cho cái thời hạn hoàn thành của mình ấy, thì thực tế nó là gì ạ? Khi mà bạn quyết định là bạn lựa chọn để quan tâm đến người khác và tạo ra một cái sự khác biệt lớn ở trên thế giới này, thì cái số lượng của những cái thời hạn của bạn thì đến với bạn thì nó sẽ càng ngày càng tăng lên. So that's what separate network marketing from
from a traditional job. This is all, it's not about you, it's all about them. Và đó là cái điều tạo nên sự khác biệt giữa cái ngành nghề kinh doanh theo mạng và cả những cái ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nó không 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 phải là chỉ riêng dành cho các bạn mà nó dành cho tất cả. You also know that Jim talked about in the DMO, the daily method of operation, that was the only thing you do every day is focus on next rank, and then you are helping and train your people to move up in ranks. Và như trong cái buổi những cái buổi đào tạo của anh Jim về những cái DMO, nó là những cái phương thức hoạt động hàng ngày, thì nó sẽ có một cái điều các bạn cần tập trung làm là khi các bạn muốn mình được thăng cấp, được tăng trưởng về cấp bậc ấy, thì mình cũng sẽ giúp đỡ cho những cái người tuyến dưới của mình để họ cũng đạt những cấp bậc của họ. So there is a three-step formula how you can increase your deadlines and the same time, of course, really increase your results and volume and ranks. Và nó có một cái công thức là ba bước mà nó sẽ thực sự là giúp các bạn có thể là tạo ra được nhiều giá trị, cũng đồng thời như là mình tăng được cái doanh số và các cái cấp bậc của mình. The step one is that know who needs your A game. Thứ nhất là biết. Cái bước thứ nhất ấy, nó là mà biết về những ai mà họ cần cái trò chơi A của bạn. Because the A game is the thing that you are supposed to do. Bởi vì cái trò chơi A này nó là cái trò chơi mà bạn dự kiến và bạn dự định là sẽ làm. Is there a family member? Is there team members? You need to know who there is who really need you what you do every day. Và bạn thử xem lại, lục lại xem là có những cái thành viên nào trong đội ngũ của mình hay là những thành viên trong gia đình của mình mà họ cần bạn và họ muốn biết là bạn làm gì hàng ngày. You know, in many cases it's like it's not enough to do our best, we need to do what's required. We need to do what? What is required. Và nó có trong rất là nhiều trường hợp thì nó sẽ xảy ra như thế này ạ. Có nghĩa là chúng ta không cần thiết là phải làm những cái gì mà chúng ta coi là cố gắng hết sức, mà chúng ta hãy làm những cái gì mà được cho là cần thiết. So what we do is not only must be good, but we must be good for something. Và những cái gì chúng ta làm thì không phải là nó đều phải là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải thực hiện những cái việc tốt, những cái việc có hiệu quả cho một cái điều gì đó. That can be maybe your family member, maybe your team members. Đó có thể là gia đình của bạn, những thành viên trong gia đình của bạn, đội ngũ của bạn và hoặc là những thành viên trong đội ngũ của bạn. So that means that you really need to hook arms because the people you're surrounding with, they need to know what you want. Và thực tế là bạn cần phải biết rằng là những người xung quanh của mình họ muốn biết là bạn đang vận hành, bạn đang phát triển như thế nào. Otherwise they can't know if you need them or not. Bởi vì còn nếu không thì họ sẽ không thể biết được rằng là bạn có cần họ hay không. So this is very important that we are clear to each other in the teams so we know what people are want to do. Và cái điều này thực sự là quan trọng đối với đội ngũ của các bạn, bởi vì là trong đội ngũ của mình thì các bạn cần biết rằng là các bạn cần rõ ràng với nhau rằng là xem họ nhu cầu của từng thành viên là gì để mình có thể biết được rõ về cái nhu cầu của họ. Step two in the formula, affirm the why. Cái bước thứ hai trong công thức ba bước này, nó là cái việc xác định, việc khẳng định lý do tại sao. The moment one definitely commits of oneself, then the providence moves too. Và cái thời khắc mà khi mà non có nghĩa là nó một người nào đó xác nhận về cái tính cam kết của họ. When you come to high performance people, professional people, they always talk about their goal and what they're going to do and deadlines and like that.
Và các bạn hãy thử nhìn xem trong những cái ngành này hoặc là những cái người mà chuyên nghiệp ấy, thì họ luôn luôn là nói về những cái mục tiêu của họ, những cái lý do tại sao của họ và những cái cam kết của họ. So it's like what Eric Worre say, say yes, tell the world and go home and figure out how to do it. Ví dụ như ở đây chúng ta nói rằng là khi chúng ta đặt ra các mục tiêu thì chúng ta hãy nói có với những cái mục tiêu đó và hãy nói với thế giới, và sau đó là chúng ta về nhà và chúng ta hoạch định ra những cái cách để chúng ta thực hiện mục tiêu đó. There is a sign of a high performance person if you hear the person talk about vision, talk about what you're going to do, goals and when it's going to happen, then you understand this is a high performance person. Và đây là một cái dấu hiệu để các bạn nhận biết về những cái người có khả năng hành động cao. Có nghĩa là gì ạ? Khi mà họ nói về những mục tiêu, họ nói về những cái cam kết và những cái việc mà hoàn thành mục tiêu ấy, thì đây là những cái người được nhận diện là những cái người mà có khả năng hành động rất là cao. Unfortunately here, many people fail because they don't dare to tell other people what they're going to do because they are afraid of fail. Và nó chỉ có một cái điều không may mắn ở đây là hầu như rất là nhiều người họ vì sợ thất bại cho nên là họ không dám nói với người khác về những cái ước mơ, những cái mục tiêu của mình hoặc những cam kết hành động của mình. Bởi vì tại sao ạ? Vì họ sợ là họ nói ra họ không làm được thì như vậy là bị cho là thất bại. And also when you talk to other leaders or other leaders from other companies, they are not so interested in what you do, but they are more interested in what you're going to do with all this, the vision. Và nếu như các bạn có những cơ hội mà nói chuyện với những cái người leader trong những cái ngành này hoặc là trong những cái ngành này ở những công ty khác, thực tế là họ không quan tâm đến cái việc gì bạn làm, nhưng mà họ lại quan tâm đến những cái việc gì bạn sẽ làm với cái mục tiêu của mình. So for example, we can say, I have a solid company, I have a science-based products, we have a very generous compensation plan, and we are going to create 100 diamonds in the team. Ví dụ như mình nói rằng là tôi có một cái công ty nó rất là vững chắc, chúng tôi có một cái nền tảng sản phẩm rất là ưu việt, và chúng tôi lại có một cái sơ đồ trả thưởng rất là tuyệt vời. Và chúng tôi sẽ dự định của tôi ấy, mục tiêu của tôi là sẽ thiết lập ra 100 vị trí kim cương. So and for my personally, I have always had a goal that I will do something in my part of the world that no other person have done before. Và đối với bản thân tôi thì tôi sẽ có những cái mục tiêu mà tôi sẽ đặt ra và tôi sẽ thực hiện những cái mục tiêu của mình mà nó sẽ khác xa với những cái mục tiêu tôi đặt trước đây. And I can hear people are curious. They say, "What is that? What are you going to do then?" Và nếu mà khi tôi nói với mọi người như vậy thì mọi người sẽ tò mò và sẽ hỏi tôi là mục tiêu của anh là gì. Then it's much easier to talk about the company like that because you have moved up that person to a whole another level. Và nếu các bạn nói như vậy thì nó sẽ dễ hơn là cái việc mà các bạn nói nhiều về công ty làm gì hay là sản phẩm là gì. Bởi vì nó sẽ giúp cho cái người mà người nghe họ sẽ được chuyển sang một cái trạng thái như một cái cấp độ khác. So when it's come to the firm, the why and the vision, here we have to think so big so we can close to feel it in our heads. Và cái lý do xác định cái việc mà lý do gọi là xác nhận về cái việc lý do tại sao ấy, nó rất là quan trọng. That excites people more than telling what's in the products. Nếu khi chúng ta nói về những cái lý do tại sao ấy thì nó sẽ giúp cho mọi người quan tâm hơn, mọi người tò mò hơn là cái việc chúng ta nói chi tiết về các cái sản phẩm. And the step three in the formula is level up your squad. Cái bước thứ ba trong cái công thức ba bước nó là tăng cấp độ của bạn lên. You know the importance of having a mentor or a mastermind group. Nó rất là quan trọng khi chúng ta có một những cái đội nhóm, một cái đội ngũ mà những người gọi là có thể nói là những người dẫn đường hoặc là những cái người mà có tầm ảnh hưởng.
That's why we need to find a group of people who challenge and inspire you, spend a lot of time with them, and they will change your life. Đó là chính lý do tại sao các bạn nên tìm tới những cái người mà họ luôn luôn đặt ra những cái thử thách, hoặc là họ luôn luôn gọi là ảnh hưởng, gọi là gây cái tầm ảnh hưởng tốt đến bạn. Và hãy dành nhiều thời gian với họ, những người mà họ luôn tạo cảm hứng cho mình ấy. Hãy dành nhiều thời gian với họ, và hãy và nếu các bạn dành thời gian như vậy thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn. You know, when a small group of like-minded people with big goals and dreams, when they start talking, it can be mind-blowing. Bởi vì khi chúng ta ở trong một cái cộng đồng, trong một cái đội ngũ mà có những cái người mà họ luôn có các cái chỉ số hành động cao, họ đặt ra những cái mục tiêu, họ cam kết hành động, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra những cái thay đổi mà có thể nói rằng nó rất là tuyệt vời. So every big organizations, they have what they call it like inner circle. Và tất cả những cái tổ chức lớn họ có một cái đội ngũ, ở đây mình gọi là một cái vòng tròn phía trong. And there is some kind of qualification to get in there. Và để muốn đạt được vào cái đội nhóm, một cái vòng tròn này ấy, thì nó cũng yêu cầu là phải đạt một số cái điều kiện để có thể vào, để tham gia được cái đội đó. Because in that group there are a couple of people that are challenging you and inspire you all the time. Và bởi vì là trong cái đội ngũ đó thì nó sẽ có một số người họ luôn luôn đặt ra những cái thử thách với bạn, hoặc là họ luôn luôn truyền cảm hứng cho bạn mọi lúc mọi nơi. So we are looking at, just at that group now. Và bây giờ là chúng ta đang tìm kiếm những cái đội ngũ đó. So these three steps, they for sure will level up everything. The number one, know who needs your A game. Và với cái công thức ba bước này thì nó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Và cái điều thứ nhất đó là gì ạ? Là biết. Number two, affirm the why. Biết về những cái người mà họ biết về cái game của bạn, và cái thứ hai là xác nhận về cái lý do tại sao. Speak all openly what you're gonna do. Họ luôn luôn nói muốn nghe về những cái việc gì mà các bạn làm. And then you level up your squad. Và cái thứ ba là mình hãy tăng những cái tầm, những cái gọi là những cái thử thách của mình lên. So then it's come to, this is not really a big deal, but I think it's important to talk about it anyway. We all have deadlines in life. Và thực ra đây nó không phải là một cái điều gì to tát cả, nhưng mà để mà nó là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đều có những cái thời hạn phải hoàn thành trong cuộc sống. You know, there have to be the shit have to be done, because you the money need to come in, because you need food on the table. Ví dụ như là nó có những cái việc, ví dụ chẳng hạn như là việc nấu ăn ở trong nhà chẳng hạn, thì mẹ của bạn phải là cái người mà hoàn thành, bởi vì tại sao, vì là cần cái đồ ăn ở trên bàn. You need to pay bills in time. Bạn phải trả những hóa đơn đúng kỳ hạn. Otherwise negative consequences happen. Nếu không mà mình không thực hiện những cái việc đó thì nó sẽ xảy ra những cái ảnh hưởng, nó sẽ không được tốt. So this is the no big deal really, because we know it, but you should put it in your business. Và cái điều này thì các bạn hoàn toàn là các bạn biết rõ về cái việc mà phải hoàn thành những cái thời hạn này rồi, đúng không ạ? Cho nên nó không phải là một cái vấn đề gì mới hay to tát nữa, nhưng trong công việc này thì mình phải đặt ra những cái thời hạn này cho công việc của mình. Because I really thought about one question that I know you're interested in. That is what you want deadlines from Kiari. Và tôi có một cái câu hỏi mà có thể là sẽ giúp cho các bạn mà có thể đặt ra những cái này. Ví dụ như là các bạn muốn gì và những cái thời hạn cho các bạn trong công việc của Kiari là gì? I know we want deadlines from Kiara. We talked about it on the meeting too. We need deadlines. Và tất nhiên là chúng ta cần những cái thời hạn trong query trong công việc này của chúng ta, và chúng ta luôn luôn nói đến những cái việc này trong cái buổi Zoom của chúng ta. Chúng ta cần đặt ra những cái thời hạn hoàn thành. And the answer is very easy. You need to give your deadlines.
Và câu trả lời thì nó rất là đơn giản thôi, nó rất là dễ thôi, là các bạn phải chính các bạn phải là người mà tự đặt ra các cái thời hạn hoàn thành cho mình.